Minasan konnichiwa. Nhận ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm qua thì có một bạn nhắn tin hỏi cô rằng: cô ơi, em muốn nói cái câu là tớ lỡ tích cộng mất rồi thì nói như thế nào vậy cô? Thì từ xưa tới giờ thì mình hay nói là gì? Anata ga suki desu hoặc là anata ga suki ni narimashita. Thì ngày hôm nay chúng ta có một cách nói khác, đó là anata ga suki ni natte shimaimashita. Và chúng ta học cấu trúc ngày hôm nay đó chính là cấu trúc N4 của động từ chúng ta chia về thể T cộng với shimau, ý nghĩa là hoàn thành xong rồi, hết rồi. Và ngoài ra còn một ý nghĩa nữa, đó là lỡ mất rồi. Và cách dùng của nó là thể hiện, nhấn mạnh động tác hay trạng thái nào đó. Ngoài ra còn thể hiện sự tiếc nuối, hối hận khi đã lỡ làm một việc gì đó. Hay chúng ta cùng nhau đi vào ví dụ đầu tiên. Là trên màn hình chúng ta có ba cái bánh kem đúng không? Và chúng ta có ví dụ gì đây? Kino katta keki o zenbu tabete shimaimashita. Tôi đã ăn hết toàn bộ cái bánh kem mà đã mua ngày hôm qua rồi, nhấn mạnh vào đúng không ạ? Hay còn thêm một ví dụ nữa là gì đây? Kono hon wa omoshiroi kara ichinichi de yonde shimaimashita. Vì cái quyển sách này vì nó thú vị nên là tôi đã đọc xong nó trong một ngày rồi. Tức là một quyển sách thông thường chúng ta sẽ đọc 3 ngày cho tới một tuần lễ thì mới xong quyển sách đúng không? Nhưng mà nó thú vị quá, nó cuốn hút nên là mình đã đọc xong nó hết trong một ngày rồi, nhấn mạnh vào điều đó. Hay còn ngoài ra thì có thể hiện sự tiếc nuối là gì đây? Đúng rồi, cái cô này bỏ quên túi sách trong tàu điện đúng không ạ? Densa no naka ni kaban o wasurete shimaimashita. Còn thêm một ví dụ về sự tiếc nuối nữa là gì đây? Anh trai này thì sao đây? Kanojo no tanjoubi o wasurete shimatta. Chết rồi, tôi đã lỡ quên ngày sinh nhật của cô ấy rồi. Hay ngoài ra te shimau u này nó có một cách nói giản lược nữa, đó là chao và jao. Hay đầu tiên là động từ chia về thể te cộng shimau, chúng ta có cách nói giản lược là chao, và de shimau sẽ là jao, và te shimatta sẽ là chatta, và de shimatta sẽ là jatta, và te shimaimasho sẽ là chao. Và chúng ta cùng nhau đi vào ví dụ cụ thể nhé. Hay ví dụ như là yon de shimaimasu thì chúng ta sẽ là yon jao, và wasurete shimaimashita sẽ là wasure jatta, hoặc là non de shimaimashita sẽ là non jatta. Câu cuối cùng là kekkon shite shimaimasho sẽ là kekkon shi chao. Hay và chúng ta có ví dụ về cách nói giản lược nhé. Đây là một cô gái đang chạy vì cái vấn đề gì đây, đang rất là vội vã đúng không ạ? Đúng rồi, bởi vì là cô đang có một cuộc họp. Cô mới nói là gì đây? Hayagui kanai to okurete shimaimasu. Nếu mà không đi nhanh thì sẽ bị muộn. Bây giờ chúng ta chuyển qua cách nói giản lược thì sẽ như thế nào đây? Hayagui kanai to okurechau desu. Hay okurechau. Và bài học ngày hôm nay chúng ta đã học về cấu trúc ngữ pháp te shimau và cách nói giản lược của nó rồi phải không ạ? Các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment để bên dưới, giáo viên chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Hai minasan sayonara, mata kondo yoroshiku onegai shimasu.